Một bộ phim được mệnh danh là phim kinh dị hay nhất Việt Nam nhưng do người Hàn Quốc đóng. Một tác phẩm điện ảnh có sự giao lưu văn hóa sâu sắc Việt-Hàn. Thế mà lại định xuyên tạc, à mà thôi. Vậy mới có gì mà đặc sắc? Lời nguyền trong 10 có gì ám ảnh mà được tung hô đến vậy? Hãy cùng làm rõ trong recap sàm 10. Ngày xưa khi các khuê nữ còn mặc áo dài, có một cô gái là đứa con thứ 10 trong một gia đình nghèo. Mười xinh đẹp đến nỗi Nguyễn đắm cả say rồi tán tán. Nguyễn là một họa sĩ tài ba, mà họa sĩ nào tán gái mà chả vẽ người yêu. Nhưng chưa tặng tranh, chàng tặng cho cô gái một chiếc nhẫn làm vật đính ước. Mười mê lắm. Nhưng vì thời đó chưa có mạng xã hội nên không biết rằng Nguyễn đã có vợ. Đó là một người đàn bà tên Hồng. Ngày xưa Hoạn Thư đánh ghen vẫn còn kém Hồng chục phần. Người đàn bà tên một loại hoa quả dằn mặt Mười bằng cách phế xương cốt của cô gái, rồi skin care một hũ acid vào mặt Mười. Vì nhìn quả nhẫn chồng tặng cáu quá, Mười trong cơn đau lòng, đau mặt và đau xương quyết định treo cổ tự sát. Oan hồn của Mười vì quá thù hận nên không thể siêu thoát, trở thành một hồn ma bao oán. Hồng vì hành động còn độc ác hơn cả sư tử châu Phi, đã bị hồn ma kia cho ăn không ngon, ngủ không yên. Nguyễn thương vợ quá, bèn thuê thầy trừ tà rồi lừa Mười xuất hiện, ra cái vẻ hoàn thành nốt bức tranh năm xưa. Ai ngờ đâu trai đẹp răng bẫy. Bức tranh đó chính là nơi phong ấn Mười mãi mãi bởi một cây châm cài tóc và các nhà sư không tóc quay ngoắt về thời hiện đại. Có cô gái trẻ tên là Yun Hee, nghề nghiệp viết sách, lâu rồi không viết được cái gì ra hồn, cộng thêm sức ép từ người sếp nên cô bắt đầu tìm hiểu về lời nguyền của Mười ở đất nước Việt Nam xa xôi. Những người trong phóng sự khi nhắc đến Mười ai nấy đều run như cầy sấy. Yun Hee lên kế hoạch đến Việt Nam một chuyến để thu thập thông tin. Ở đây có một người bạn cũ của cô, đó là Seo Yeon, một cô gái từng viết sách với những lời hông đẹp. Tại sao một cô gái Hàn lại phải đến Việt Nam sống? Vì thằng người yêu nhìn F4 này của cô rất khốn nạn. Ngày xưa nó từng thuê người hấp diêm cô bé, rồi thậm chí còn quay phim lại. Dù Yun Hee đến Việt Nam không hề nói gì với cô này, nhưng cô này vẫn biết chuyện và ra sân bay đón Yun Hee. Sự thân thiện của cô gái này có phần kỳ lạ, nhưng thôi, người ta tốt với ta, chớ phụ lòng người. Hai người lên taxi hàn huyên về kiến thức lịch sử Việt Nam. Yun Hee hỏi bạn rất nhiều về Mười. Cô nóng lòng muốn biết về thứ lời nguyền chết chóc kia. Thế là Seo Yeon kể về những tháng năm tươi đẹp của Mười và cách Mười trở thành ma để ám cả làng. Cô kể thêm về việc lời nguyền đã được bắt đầu vào ngày 15 tháng 2 âm lịch và nó sẽ tồn tại trong 15 ngày. Hiện tại Mười đã bị trấn yểm và nó có phá giải được không thì Yun Hee phải tự tìm hiểu. Câu chuyện nguyền rủa này đều là do Seo Yeon nghe được từ một người tên là giáo sư Kim, người mà cô còn không có số điện thoại. Thật là kỳ lạ. Hai người sau một ngày dài mệt mỏi về khách sạn nghỉ ngơi, Seo Yeon lên giường đi ngủ trước, để lại Yun Hee bắt đầu thấy những hiện tượng lạ trong mọi bộ phim kinh dị. Nước phòng tắm tự chảy mà không cần cô mở, rồi lại một đứa da đen nấp sau tấm màn, rồi lại một đứa da đen khác nằm ở chỗ mà đáng ra bạn cô đang nằm ngủ. Yun Hee đang hoảng loạn vì cứ tưởng Việt Nam ở châu Phi thì bỗng có người bấm chuông phòng. Yun Hee mở cửa thì thấy cô bạn đứng ngoài, rồi thản nhiên bước vào phòng. Yun Hee bèn nghệt mặt ra cứ tưởng mình bị ngáo. Sáng hôm sau hai người đến nơi ở của Seo Yeon, một căn biệt phủ từng được xây bởi quân đội Pháp. Chủ nhà có vẻ hiếu khách, chỉ là không cho lên căn gác mái, nơi mà cô nói là để vẽ tranh. Khi đã dọn đồ xong xuôi, hai người trải nghiệm chèo thuyền vừa hoài niệm vừa nói tiếp những câu chuyện về lời nguyền. Nói chán chê thì họ quyết định tới căn nhà mà Mười bị úp sọt năm nào để cảm nhận những oan khí vẫn còn vương vấn quanh đây. Yun Hee mò vào một căn phòng tối hơn những căn phòng khác và chụp được một bức ảnh mà khả năng cao là Mười. Hai người về biệt phủ sau chuyến thám hiểm nặng tính tâm linh. Chủ nhà vừa về đã lên gác mái để vẽ tranh. Các sự kiện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra như những bộ phim ma với Yun Hee. Sự tò mò tột độ khiến cô mò tới nơi giáo sư Kim từng làm việc với mục đích lấy cuốn nhật ký của ông, thứ chắc chắn sẽ cho thêm nhiều thông tin về Mười. Ngồi đọc nó, hai người đã biết thêm. Vào Thế chiến thứ hai, quân đội Nhật cướp ngôi đền nơi phong ấn bức tranh Mười. Tên tướng quân bất chấp lời can ngăn của chư vị cao tăng, lao vào tháo cây châm với mục đích gì thì không biết, chỉ biết là Mười đã thoát khỏi phong ấn. Vậy làm thế nào để xóa bỏ lời nguyền? Không biết. Chỉ biết là một hồn ma thì luôn cần một thân xác để nhập vào. Vậy bức tranh đó hiện tại đang ở đâu? Cũng chả biết. Chỉ biết là có một bản phách được một họa sĩ vẽ lại. Ông che đôi mắt của bức tranh lại vì sức mạnh tâm linh của nó quá nặng nề, căng thẳng quá nhiều. Đôi bạn trẻ quyết định đi quẩy, nhưng đi quẩy lại còn căng thẳng hơn. Vì từ đằng xa có một ông Tây nhìn Seo Yeon với ánh mắt của một con đực đến mùa sinh sản. Yun Hee tỏ ra lo lắng cho bạn mình. Hai người với chút men về nhà và đi ngủ. Tại đây Yun Hee bắt đầu có những series giấc mơ liên tiếp. Chúng đều kinh khủng tởm như nhau. Đầu tiên là những tiếng động lạ dụ cô ra gặp Mười phiên bản nhi đồng rồi hù hù. Tiếp theo tưởng hết mơ thì lại thấy Seo Yeon chậm rãi bước đến cầm lọ acid như màu nước tiểu. Mãi thì Yun Hee mới tỉnh cơn. Seo Yeon hỏi thăm về tình hình viết sách của cô bạn. Yun Hee cảm thấy câu chuyện về Mười chưa đủ rùng rợn và bi kịch, không đủ cuốn hút người đọc. Điều này khiến cho Seo Yeon khá là bị kích động. Có lẽ vì hoàn cảnh của cô cũng giống Mười. Yun Hee sau khi scan tấm ảnh Mười fake 1 thì flashback về quá khứ và nhận ra nó giống bức tranh real. Cô lao ra đường hỏi tất cả mọi người về Mười. Bà già đôi mắt đục thủy tinh bỗng xuất hiện và lôi lôi kéo kéo. Cô gái nhỏ vùng ra được rồi quay lại nhưng lại không thấy bà già đâu. Cảm thấy thông tin ngày càng thưa thớt như tóc vùng trán, Yun Hee tới tìm cô trợ lý của giáo sư Kim hòng biết thêm thông tin. Nhưng cô gái này lại chỉ có thể đưa Yun Hee đến nhà của giáo sư là hết tầm. Yun Hee trở lại dinh thự và thấy cô gái mặc áo dài tím, đầu đung đưa sang hai bên cho khô tóc. Nhưng kiểu đung đưa này nó cứ kỳ kỳ thông ma quái ấy. Mắt đang trợn dở vì sợ thì Seo Yeon sờ phát lên vai, nói rằng chiếc áo dài tím này rất hợp với Yun Hee.
bị cô bạn dí lên Yoon Hee mặc phát, tranh thủ quảng bá văn hóa Việt Nam, một công sinh đôi việc. Tối hôm đó trong buổi party cồn, bốn cô gái đội hình quán bar lại nhậu, đang vui thì mưa quá trời mưa. Seo-yeon bước về phòng với tốc độ mạng internet chưa đóng tiền, dáng đi nhìn thật ma quỷ. Lúc này Yoon Hee về phòng và lại bắt đầu đi cảnh. Cô gặp hai cô gái Việt Nam nhìn mình trong gương nhưng lại mang khuôn mặt của 10. Hai cô gái Việt Nam gào lên như sư tử hống, hét to quá làm Yoon Hee choàng tỉnh giấc. Từ từ bước tới căn phòng tỏa ra ám khí, cạnh giường của người bạn là những dấu chân đang bốc khói, sau đó biến mất. Phim thật là nhiều đớ. Sáng hôm sau, cô được trợ lý giáo sư Kim dẫn đến nhà giáo sư Kim. Ở đây toàn là sách rồi ảnh, đúng là giáo sư. Nhưng nổi bật là một chiếc đĩa DVD màu vàng thân quen của những năm 2000. Đoạn video là một lời tự sự của cựu nạn nhân của 10. Cô có những biểu hiện lâm sàng khá giống Yoon Hee. Cô sợ hãi chạy vội về tìm Seo-yeon. Lên gác mái, cô nhìn thấy những bức tranh mà cô bạn mình vẽ. Nó thể hiện sự ám ảnh về quá khứ bị xâm hại. Trong căn phòng gác mái là bức chân dung của Seo-yeon theo phong cách chị 10. Yoon Hee còn nhìn thấy cuốn sách của mình viết tại đây. Có vẻ như Seo-yeon đã đọc nó rất kỹ và gạch chân những thứ bị thêu dệt. Yoon Hee cảm thấy ở đây nữa thì có nguy cơ bị ám cao. Pách đồ về Hàn nhanh còn được ăn kim chi những ngày sau này. Thấy cô bạn lo hết cả lắng, Seo-yeon mới kể sự thật cho bạn nghe về quá khứ bị xâm hại của mình, rằng lũ bạn Hàn Quốc là lũ vô nhân đạo. Sự kiện đó đã khiến cô gái sang chấn và không thể vượt qua. Cô trao cho Yoon Hee chiếc nhẫn và gợi ý cô hãy đến ngôi đền để biết thêm về lời nguyền. Đêm đó Seo-yeon bị 10 nhập, xương cốt kêu cứ như nhạc cụ dân tộc, lòng trắng lòng đen phân bố không đồng đều, lại còn vương tí huyết. Sáng hôm sau, cảm thấy mọi chuyện đã đi qua, Yoon Hee cùng trợ lý giáo sư Kim tìm đường tới đền, hòng có những cơ hội cứu bạn. Ở đền toàn là mấy bức ảnh gớm gớm vẽ ma vẽ quỷ. Sau cùng họ gặp được cao tăng, ông đưa cho chiếc châm cải tóc, thứ phải được đính vào tim của Seo-yeon để có thể tiêu diệt 10. Hai cô gái sợ sệt trở về, dừng xe lại giữa phố. Trợ lý giáo sư Kim lấy chiếc châm và khuyên Yoon Hee về Hàn. 10 nhập vào cô gái hàng rong, khiến xe của cô trợ lý loạn choạng như mấy ông hàng nhậu. Xe đổ, khăn kẹt vào động cơ thắt cổ cô trợ lý tội nghiệp. Yoon Hee cầm lấy cây châm với đôi mắt đổ lệ vì sợ, về nhà của Seo-yeon với một mục đích quá rõ ràng. Cô xé lớp giấy dán tường để lộ ra một căn hầm bí mật. Bất ngờ đầu tiên là xác của giáo sư Kim đã thối rữa. Trên xác có bức ảnh với lời nhắn phía sau: cái chết là sự bắt đầu của lời nguyền. Cô gái trẻ bước xuống tầng hầm, một nơi ẩm ướt, nhơm nhớp. Dưới hầm có một bức ảnh quỷ dữ. Yoon Hee nhận ra chiếc nhẫn cô bạn đưa mình chính là nhẫn của 10. U hòa quỷ dữ nhảy luôn ra từ bức tranh, hù cho Yoon Hee co thắt hết cả niệu đạo. Khi mọi thứ đang còn mơ hồ, bỗng Seo-yeon xuất hiện, khuyên cô bạn mình hãy ghim cây châm vào tim mình ngay. Sốt ruột lắm rồi, đang băn khoăn, 10 hiện ra hù làm Yoon Hee giật mình, ghim chiếc châm vào tim cô bạn. Nhưng hóa ra tất cả là âm mưu để hồi sinh 10. Hồn ma oan khuất nhập hồn vào cái xác vẫn còn ấm của cô gái. Yoon Hee ngay sau sự kiện đó quay trở lại Hàn Quốc. Vào ngày 15 tháng 2 âm lịch năm đó, 10 trong thân xác của Seo-yeon và chỉ điểm của Yoon Hee lần lượt trả thù những kẻ đã hãm hại cô năm xưa. Những cái chết thảm khốc dần dần đến với những người bạn keo sơn năm nào. Bộ phim kết thúc với Yoon Hee đốt hết những tài liệu liên quan đến 10 và đeo chiếc nhẫn của bóng ma, nở một nụ cười thật hắc ám vì biết được rằng sách của cô sẽ bán chạy vờ lờ. Anh bạn ấy trở thành thần và đã khiến cho cả gia đình chết. Muốn biết tại sao thì hãy xem video recap Hereditary ngay sau đây. Giới thiệu nhân vật, đây là gia đình nhân vật chính. Steve Graham, người cha bình tĩnh đáng tin cậy, nhưng cuối phim chết. Annie Graham, người mẹ chuyên tạo ra các mô hình và là người gần chạm đến sự thật nhất, nhưng mà vẫn chết. Peter Graham, đây là thanh niên thành thần, nhưng không phải là do chăm chỉ hút cần và ngắm mông của bạn cùng lớp. Charlie Graham, cô con gái trong trầm cảm và lờ, thích vẽ, có thói quen tặc cợi liên tục và hay ngủ ở ngôi nhà trên cây, dị ứng với đậu và chết đầu tiên. Câu chuyện bắt đầu vào tang lễ của Ellen, bà ngoại của gia đình Graham. Các cụ thì bảo trẻ làm ma, già làm hội. Ellen ra đi với bộ dáng rau da sang chảnh, cổ thì đeo dây chuyền vàng có hình thù kỳ quái. Đến thanh niên này đi viếng mà còn vui vẻ cười cười, nhưng mà lại là cười với Charlie. Nó mới 13 tuổi đấy bro. Một điều không hợp lý khác đó là cô này bồi bồi cái gì đó vào miệng của Ellen. Đám tang kết thúc, nhà Graham quay về với căn nhà gỗ chơi vơi giữa rừng, nhưng nỗi buồn vẫn quẩn quanh họ. Annie là một mô hình phòng viện mẹ cô nằm, và trước khi đi ngủ đã kể cho Charlie nghe bà ngoại đã yêu thương cô bé tới mức muốn tự cho bú. Thậm chí sau khi nhìn thấy bức thư mà Ellen để lại, cô còn thoáng nhìn thấy người mẹ đã mất trong bóng tối. Nhưng buồn nhất là ngày hôm sau vẫn phải đi học đi làm. Cảnh chuyển đến một trường cấp 2, cô bé Charlie loay hoay chơi đồ trong giờ kiểm tra và tỏ ra khó chịu khi bị nhắc nhở. Ngay lúc đó, một con chim lao đến đập thẳng vào cửa sổ lớp học. Người chết vì tiền, chim chết vì gái, chắc chắn là do con bé này. Đã thế lại còn bị Charlie cắt đầu bỏ túi đem về. Cô bé nhìn xung quanh thì thấy một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cô ta chỉ ra hiệu Hello Ajinomoto. Trong khi đó ở nhà, Annie phát hiện cửa phòng ngủ mẹ mình mở tung, trên sàn nhà xuất hiện hình tam giác kỳ lạ. Cô liền nhờ chồng khóa căn phòng lại. Lúc này, bên nghĩa trang gọi điện đến cho Steve báo chuyện gì đó khiến anh bối rối và giấu
không cho vợ biết, Annie sau đó đến một buổi chia sẻ của hội mất người thân, nơi có thể bùng xả cảm xúc kìm nén. Helen mắc bệnh tâm thần phân liệt và khiến cho anh trai của Annie tự tử. Cô thì tuyệt giao với mẹ cho tới khi sinh con gái Charlie. Điều này đã khiến cô cực kỳ hối hận. Ngày hôm sau, Charlie đang lay hoay chơi nhà tái chế, âm thanh tặc lưỡi thì luẩn quẩn bên tai. Bỗng nhiên, một luồng sáng xanh xuất hiện, tụ lại và chỉ hướng ra ngoài cửa sổ. Cô bé tò mò đi ra ngoài và nhìn thấy một bóng người áo trắng đang ngồi cạnh đống lửa. Đúng lúc đó, Annie xuất hiện, kéo cô bé vào nhà và ép đi party bài lắc bóng bánh vui vẻ cùng với Peter. Nhìn mà con bé trông có vui không? Tới bữa tiệc, Peter lao ngay vào chỗ cô bạn mông to cùng lớp, bắt chuyện một cách vô cùng ấn tượng. Em có hút càng không? Và được rủ đi kiếm cái bong để cùng chơi giòn tròn. Bỏ lại em gái với đống đồ ăn, nhưng trong đó lại có đậu xanh rau má, khiến cô bé bắt đầu bị dị ứng, cổ họng sưng lên chèn gây thành quản gây khó thở. Peter hoảng hốt bế em gái ra xe, phóng như điên đến bệnh viện trên con đường tối như lờ chị dậu. Charlie trên xe thì quằn quại vì ngạt thở, thò đầu ra khỏi xe để tìm được một chút không khí. Đúng lúc đó, Peter phải đánh lái gấp tránh một con hươu, khiến Charlie đập thẳng vào chiếc cột ven đường. Tiếng bánh xe phanh gấp rít lên trong đêm tối, nhưng bên trong là Peter đứng chết lặng. Charlie đã trở thành kỵ sĩ không đầu. Cậu vô thức lái xe về nhà, nằm lên giường, sợ hãi chờ đợi tiếng rít xé lòng của mẹ khi tìm thấy cái xác. Cái chết của Charlie gây ra áp lực đủ khiến than đá cũng biến thành kim cương, và gia đình Graham không thể vượt qua nó để trở thành cao thủ được. Peter thì luôn trong trạng thái bất ổn và nhớ lại cảnh tượng đêm đó, thậm chí cả lúc khất cùn cũng cần cậu trai bên cạnh nắm tay cho đỡ sợ. Nhưng điều kinh khủng nhất đối với cậu bây giờ chính là về nhà. Annie thì lại tìm đến hội mất người thân, nhưng chưa thể đối mặt với nỗi đau nên lựa chọn quay xe. Một người phụ nữ tên là Joan đã gọi cô lại. Họ từng gặp nhau lần Annie đến sau đám tang của mẹ. Joan đồng cảm vì bà mất đi con trai cháu trai cùng lúc và đưa Annie địa chỉ nhà để có thể tâm sự. Sáng hôm sau, Annie đang làm mô hình phòng ngủ của Charlie thì một lọ máu đổ lên tờ giấy ghi địa chỉ của Joan. Cô lưỡng lự một chút rồi quyết định đến đó. Điều đầu tiên khiến cô cảm thấy kỳ lạ đó là tấm thảm trước cửa nhà Joan giống hệt phong cách mẹ cô làm, nhưng rồi chỉ coi đó là trùng hợp. Joan pha một cốc trà, mà trời mới biết có thứ gì bên trong. Còn Annie thì bắt đầu mở lòng tâm sự về cái chết của Charlie, về mối quan hệ khó xử với Peter từ trước khi cả tai nạn xảy ra, vì cô đã từng bị mộng du và suy diễn chết con trai. Sau buổi nói chuyện, tinh thần của Annie càng tệ. Cô tạo ra mô hình vụ tai nạn với cái đầu của Charlie rớt ở phía sau, khiến cho Steve cảm thấy khó chịu, thậm chí là cô còn gáo lên chửi Peter trong bữa ăn. Ngày hôm sau, Annie đi mua sắm lại gặp được Joan. Bà ta vô cùng kích động khoe với cô đã nhờ được bà đồng gọi hồn cháu trai. Annie về ngay nhà của Joan để thử nghiệm. Cả hai đặt tay lên một cái cốc và đọc thần chú rồi bảo thằng cháu dịch chuyển cái cốc. Điều đó xảy ra thật trong sự vui sướng của Joan và hết hồn của Annie. Mọi chuyện dần vượt qua sự chịu đựng của cô, khiến Joan phải kết thúc buổi gọi hồn. Trước khi chia tay, bà ta chỉ cho cô cách làm và nói rằng Charlie vẫn đang ở đây. Trên đường lái xe đi về, Annie bất ngờ nghe thấy tiếng tặc lưỡi của con gái, giống như Charlie thật sự ở đó. Đêm hôm đó, Annie nhìn thấy một đàn kiến lớn trong nhà. Chúng bò thẳng đến phòng của Peter, bu đầy mặt cậu bé, nhưng đó chỉ là ảo giác. Trong giây phút hoảng hốt, Annie buột miệng nói Peter sinh ra là do bà ngoại chọc thủng bao cao su, khiến cậu bắt đầu khóc lóc. Còn cô thì cố gắng giải thích. Lửa bắt đầu nổi lên, thiêu rụi tất cả mọi thứ. Đủ má nó lại là giấc mơ. Cô bắt đầu kéo cả nhà dậy, thuyết phục mọi người gọi hồn của Charlie. Họ đặt tay lên chiếc cốc và nó bắt đầu dịch chuyển. Annie một linh hồn vẽ lên quyển sổ của cô bé, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Tì tức giận cản vợ lại, nhưng cô dần như mất trí, ép cả hai người phải tiếp tục. Ngọn lửa bỗng vụt lên, linh hồn của Charlie nhập vào Annie. Một giọng nói trẻ con thoát ra từ miệng của cô và bắt đầu chuyển sang tông gào thét. Tì quyết đoán tạt Annie một cốc nước lạnh khiến cho cô tỉnh táo lại. Peter quay lại phòng nhưng không thể nào bình tĩnh được. Tình trạng đó kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau. Cậu bắt đầu nhìn thấy những ánh sáng xanh tụ lại trong kính và trở thành hình bóng trong gương với một nụ cười fuckboy, khiến cho cậu hốt hoảng rời khỏi lớp. Annie đang ở nhà thì nhận được điện thoại, trông cô đang trên đường về với Peter. Vì cậu trai sợ hãi cho rằng có linh hồn tà ác nào đó muốn giết mình, Tì nghĩ rằng hành động của Annie đang ảnh hưởng xấu tới Peter. Nghe vậy, cô tức điên lên đập phá mọi thứ, nhưng điều đó chỉ càng khiến Steve nghĩ cô bị điên. Tối đó, Annie bước vào phòng của Charlie, nhìn thấy những hình vẽ trên cửa sổ của cô bé. Thời điểm đấy, Peter cũng nhìn thấy linh hồn của Charlie. Đầu cô bé rụng xuống biến thành một trái bóng, rồi đột ngột ai đó kéo ghi cổ Peter như muốn giật cả cái đầu ra. Annie xông vào phòng cậu, đánh thức Peter đang gặp ác mộng. Nhưng đéo hiểu sao, cậu bé khăng khăng mẹ chính là người đã kéo cậu. Annie dần cảm nhận được chuyện gì đó không ổn và muốn bảo vệ con trai, vì hình của cậu xuất hiện đầy trên cửa sổ của Charlie. Chứ còn ai với quả nốt ruồi này nữa, anh Đỗ mi xỉ à? Annie quyết định đốt cuốn sổ, nhưng khi nó bén lửa thì tay áo của cô cũng bốc cháy. Thay vì cởi áo ra thì Annie lại cởi quyển sổ ra để dập lửa, và áo của cô cũng trở lại bình thường. Sáng hôm sau, Annie giận dữ đi tìm Joan, nhưng bà ta không có ở đó, mà chỉ còn lại một bàn nghi thức với bức ảnh của Peter. Annie nhìn tấm thảm của Joan và nhớ đến bà mẹ Helen. Lúc này, Peter đang ngáo ngơ ở trường, thì nhìn thấy Joan ở bên kia đường, đang gào lên đoạn chú ngữ. Quay lại với Annie, cô tìm thấy một quyển sách có ký hiệu giống với dây chuyền của Helen, nhưng được viết bằng cổ ngữ nào đó. May là tìm được bản dịch. Bên trong có đánh dấu trang nói về cách triệu hồi Paimon, một trong 8 vị vua địa ngục. Bước đầu là phải làm cho nam hiến tế trở nên yếu ớt về mặt tinh thần, và rồi vua Paimon sẽ ban cho kẻ triệu hồi giàu sang phú quý. Annie tiếp tục tìm thấy một quyển album cũ và thấy ảnh chụp của Joan.
Thậm chí, giáo hội của Helen còn thờ ảnh gia đình cô. Annie biết chắc chắn chuyện đang xảy ra với Peter là một âm mưu. Lúc này, Steve nhận được mail về việc mộ của Helen bị đào lên. Vậy thì cái xác đang ở đâu? Quay về lại với Annie, cô đi lên gác mái với một đống ruồi nhặng bay xung quanh, bởi vì trên đó có chứa xác của Helen cùng với ký hiệu của Pyman. Lúc này, tinh thần của Peter càng lúc càng yếu ớt và đã bị vị vua kiểm soát trong thoáng chốc. Steve đón con trai về và chính ông cảm thấy gục ngã trước áp lực từ gia đình. Vừa về tới nhà, Annie chỉ nghe cho chồng việc cái xác và nói câu chuyện Joan đã lợi dụng cô để tác động đến Peter. Nhưng Steve nghĩ rằng cô chỉ bốc phét, mặc kệ cho Annie cố gắng giải thích có gì đó đang ám căn nhà này. Cô cầu xin anh đốt quyển sổ đi, dù cô có bị chết cháy nhưng có thể cứu được Peter. Nhưng Steve mất hết niềm tin của cô và từ chối. Annie lao đến giật quyển sổ ném vào lò, ngay lập tức Steve ở phía sau bốc cháy dữ dội. Còn Annie trong lúc hoảng sợ đã bị cái gì đó nhập vào. Buổi tối, Peter thức dậy, Annie thì biến thành người nhện bám vào bức tường nhìn cậu. Bước xuống nhà, nhìn thấy thi thể cháy đen của bố, Peter sững sờ, trong khi bà mẹ vẫn bám trong góc tường để theo dõi. Phía sau cánh cửa bếp, còn có một kẻ trần truồng nhìn cậu mỉm cười. Peter ngay lập tức chạy trốn, nhưng lại đi lên trên gác mái, nơi được thắp đầy nến cùng với vài kẻ trần truồng khác. Tấm ảnh của cậu thì được đặt nơi mà cái xác đã từng để. Peter tự thuyết phục bản thân đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sự kinh khủng thì không hề dừng lại. Annie xuất hiện, tự cứa cổ bằng một sợi chỉ. Peter quá sức chịu đựng và lao ra ngoài cửa sổ, rơi xuống phía dưới. Một luồng sáng xanh phiêu dạt và nhập vào người cậu. Cái xác của Annie bay đến ngôi nhà trên cây. Peter tỉnh dậy, phát ra tiếng tặc lưỡi, rồi từng bước leo lên ngôi nhà. Nghi lễ thức tỉnh đã hoàn tất. Giáo hội đã dùng xác ba người phụ nữ thân cận với Peter nhất để làm nên một nghi thức bóng tối, chuyển linh hồn của Pyman từ cô bé Charlie sang cơ thể của Peter. Vị vua của địa ngục đã hoàn toàn thức tỉnh, và đó là cái kết của bộ phim Hereditary. Thầy mà trỗi dậy, người sói sổng chuồng, tên hề sát nhân, rơi quỷ khổng lồ, âm hồn giận dữ, rắn chuồng khổng lồ, kẻ đeo mặt nạ, sát nhân máy cưa là một trong những lựa chọn để hóa kiếp cho đám bạn trẻ này, biến họ thành tế phẩm để hiến cho thần linh, đổi lấy sự an toàn của loài người. The Cabin in the Wood, ông này là Hadley, đây là đồng nghiệp Sitterson, cả hai là người điều hành chương trình hiến tế. Đây là Dana, dạng sinh viên nữ 4.0 ngủ với thầy giáo và chấp nhận chia tay qua email, nhưng vẫn ngoan. Đây là Julius, sinh viên y năng động và có bạn trai là thần sấm vô học trong MCU, nhưng trong phim này thì tên là Kurt, một thằng mọt sách 6 múi nghe có thật hơn cả thần sấm. Thế mà phim có tận hai ông, người còn lại chính là Holden. Và cuối cùng trong một nhóm người Mỹ sẽ phải có một thằng hất cùn. Đây là Marty, cùng với cái bong biến hình ly cà phê. Đám này là bọn bị hiến tế, nhưng tất nhiên là họ không biết, chỉ nghĩ sắp được đi chơi cuối tuần ở nơi khỉ ho có gáy không bắt được cả mạng. Đây cũng là lúc Hadley và Sitterson bắt đầu làm việc, vào trong phòng điều khiển và chuẩn bị cho mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Quay lại với chuyến đi, đám bạn tìm mãi mới thấy một trạm xăng cũ kỹ, với tay chủ giống chiến binh từ hành tinh khỉ về hưu, mồm thì nhổ như các cụ nhai trầu. Ông ta chấp nhận bán xăng cùng với chỉ đường cho cả lũ, nhưng lại nói Julius là loại lấy lỗ làm lãi, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Cơ mà nhóm bạn cũng đã đạt được mục đích nên rời đi, đi vào một cái hầm để vòng qua eo núi. Không ai biết có một con đại bàng bay qua đó và đâm đầu vào một màn chắn vô hình. Chiếc xe đi thêm một lúc là đến một căn nhà gỗ giữa rừng, trông bên ngoài thì bé tí, nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi, lại còn đủ cho mỗi người một phòng ngủ riêng. Cái mà Holden chọn thì có một bức tranh kỳ lạ, vẽ cảnh đại gia đình đổ sát đám dê. Anh liền muốn gỡ nó xuống, ai ngờ đằng sau có một gương một chiều thông sang phòng Dana, nghĩa là chỉ có anh nhìn thấy cô. Đúng lúc đấy thì Dana thay đồ đi bơi, thế là Holden đưa ra quyết định ngược lại với anh em viewer. Đây là khai ra chuyện cái gương cho mọi người, giờ đề nghị đổi phòng với Dana. Kiểu đàn ông này nghe nói là chết hết rồi, nên mới gọi là tử tế. Mỗi tội toàn bộ hoạt động của nhóm đều bị theo dõi bởi Hadley và Sitterson. Thậm chí 5 người còn bị đánh thuốc để bị đần đi, và Julius còn bị thêm liều thuốc cúp dịch. Đúng lúc này tên ở trạm xăng gọi điện đến, hóa ra là cùng một bọn cả. Hắn cảnh báo về việc thằng đần sẽ làm loạn lời cầu khẩn, và đách ai thèm quan tâm cả. Ngay sau đó văn phòng bắt đầu cược xem lần hiến tế này quái vật nào sẽ lên sàn. Điều này thì không có trong kế hoạch, mà do chính tế phẩm lựa chọn ngẫu nhiên. Quay lại với ngôi nhà trong rừng, 5 người vẫn không biết gì mà ăn chơi bia bú, giờ chơi thật thay thách. Thế nên Julius mới có quả đá lưỡi với đầu sói trên tường. Đến lượt Dana nhận thử thách, thì cửa hầm dưới sàn bỗng dưng bật lên, thế là cô bị thách đi xuống dưới. Dana cầm chiếc đèn pin le lói khám phá tầng hầm, rồi bị một bức ảnh dọa đến hét lên. Thế là cả đám trèo xuống cùng. Căn hầm chứa đầy những đồ vật linh tinh. Marty thắp cái đèn dầu trông sáng hơn hẳn cái đèn pin ban nãy, nhưng đủ để thấy một đống đồ linh tinh ở dưới. Mỗi người tự dưng bị một đồ vật hút hồn. Đấy chính là lúc chọn ra quái vật cho lễ hiến tế, kiểu đứa nào khởi động đồ chơi trước thì con quỷ tương ứng sẽ được chọn. Kết quả là Dana đã đọc lên một cuốn nhật ký, mặc cho Marty ngăn cản. Cô vừa dứt lời thì ngoài khu rừng có một đám zombie trỗi dậy, giặt dẹo đi về phía căn nhà. Đấy cũng là lúc chốt kết quả xổ số của những người trong văn phòng. Sitterson khó chịu thấy rõ, bởi vì người cá anh muốn thấy chẳng bao giờ được chọn. Nhưng ít nhất lũ zombie cũng tự biết về nhà, đỡ cho đội dọn dẹp. Cho lúc đấy ở Nhật Bản thì chương trình cũng đang được thực hiện, với tiêu điểm tướng là chị ma rũ rượi cùng các bé thiếu nhi. Buổi tối thú vị trong căn nhà vẫn tiếp tục.
mà Julius đã ngấm thuốc, bắt đầu uốn éo khắp nhà. Thế là Kurt mới kéo ra ngoài để đu đẩy trong rừng. Hành động đó khiến cho Marty cảm thấy có vấn đề, nên tìm Dana để nói chuyện. Cơ mà tất cả đều đã ngấm thuốc gây đần của tổ chức, thì giờ cũng chỉ nghĩ được cả lũ say hay là đang phê. Cặp đôi Kurt thì cũng đã vào rừng, trong sự mong chờ của toàn thể anh em văn phòng. Cơ mà bị Holden đuổi đi hết. Chờ đến lúc cả hai biến phim thành 18 cộng, thì đám zombie xuất hiện, làm một nhát đâm vào vai Kurt, rồi một tên khác cầm bẫy thú hạ gục Kurt, rồi quăng bẫy ghim vào người Julius, lôi cô đi như một con chó rách. Một tên zombie giữ chân Kurt, một tên vác quả cưa cùn và dùng nó mài dần vào cổ của Julius. Chứng kiến cái chết của cô gái, Holden bắt đầu cầu nguyện và kéo một chiếc cần gạt. Một dòng máu trào ra dọc theo những chiếc rãnh. Trong lúc đấy, Marty vẫn ám ảnh với sự kỳ lạ của mọi người, nên chọn ra ngoài đi dạo. Lũ zombie cũng dần tiếp cận căn nhà. Kurt đột nhiên xuất hiện, hạ gục một con zombie nhỏ và kéo Marty vào nhà. Kurt giải thích nhanh cho mọi người. Dana thì không tin, muốn ra ngoài cứu bạn. Ai ngờ tên zombie to nhất đứng ngoài cửa, quẳng vào chiếc đầu của Julius. Kurt lập tức đóng sập cửa lại và yêu cầu mọi người cùng nhau đi đóng hết cửa lại. Nhưng mà văn phòng thì cũng không thích ý tưởng đó, nên họ nhả ra một làn khói, khiến Kurt đổi ngay ý, tách mỗi người một phòng để đóng cửa nhanh hơn. Thế là mỗi người bị nhốt riêng vào một phòng. Marty trong lúc vội vàng đóng cửa đã phát hiện ra camera bị giấu phía văn phòng định dùng thuốc mê, nhưng có một con zombie đang đi về hướng đó nên thôi. Marty lúc này đang bận sốc, nhưng cậu chỉ nghĩ đang tham gia game show thực tế, nên khi bị zombie túm lấy, cậu dũng cảm dùng cái bong bong cái đầu zombie, nhưng mà nó bất tử. Thế là Marty bị kéo chân vào trong rừng, cái cần gạt thứ hai liền bị kéo, dòng máu lại được đổ dọc theo rãnh thành hình một kẻ đang nhảy múa. Một cơn động đất xuất hiện mà Holden bảo đó là các vị thần đang phấn khích. Ngay lúc đó một con zombie cũng muốn tấn công Dana, may có cái tủ chặn lại. Holden ở phòng bên liền đập vỡ cái gương một chiều cứu Dana, rồi dùng giường chặn lỗ hổng lại, làm lộ ra một đường hầm dưới sàn. Dana liền lấy cái đèn bàn làm nguồn sáng để đi xuống. Holden thì hét bảo Kurt xuống hầm gặp nhau. Cái hầm trong phòng ngủ không phải cái chứa đồ vật triệu hồi, mà là nơi hành hạ của chủ cũ căn nhà, chính là lũ zombie ngoài kia. Đúng lúc đó tên cầm bẫy thú tóm được Holden. Dana liều mạng kéo cậu bạn lại, rồi dùng xà beng đâm xuyên đầu zombie. Thế vẫn chưa chết, Dana liền dùng dao xiên như thể nó vừa cắm sừng cô. Chả biết chết chưa, nhưng cũng đủ để khiến nó bất động. Kurt lúc này cũng tìm được họ, dẫn đường chạy ra ngoài, vừa đi vừa thông báo cái chết của Marty. Ba người chạy ngay ra xe, không hề để ý vệt máu hình bàn tay trên cửa. Cập nhật một chút về chương trình ở Nhật Bản. Chị ma rũ rượi đã bị đám trẻ con phong ấn vào trong con ếch. Nghe là biết đám Nhật Bản này đang cố tình đẩy áp lực lên Mỹ phải thành công, mà đám bạn thì đang đi về phía hầm để chạy thoát. Ai ngờ rằng hầm chưa bị đánh sập, chúng mà thoát được là Mỹ sẽ thất bại. Đúng lúc bộ phận thuốc nổ gặp vấn đề, Holden đành tự chạy đến đó, chui vào đống dây dợ để kích hoạt thuốc nổ, đánh sập hầm trước khi chiếc xe thoát khỏi đó. Ba người bạn chìm trong sự bất lực. Con đường thoát ra ngoài cách đó một cái vực, nhưng Kurt không chịu thua, lôi con xe mô tô mang theo, dự định nhảy sang bên kia bờ. Kurt đầy tự tin vào bản thân, dặn dò các bạn chờ tiếp viện tới. Sau đấy thần sấm lấy đà thật xa, nhảy khỏi vách núi như ma tốc độ, rồi đâm sầm vào màn chắn năng lượng, rớt luôn xuống vực như Natasha. Dana lúc này mới nhớ đến nghi ngờ của Marty. Dù sao thì cần gạt của Kurt cũng đã bị gạt, máu của anh được đưa vào hình vận động viên. Holden lúc này đã trở thành nam chính, nên đưa ra quyết định cứ lái xe loanh quanh để tìm chỗ mua áo của trùng cuối. Thế thì có phải chết cũng toại nguyện. Nhưng chưa kịp thì đã bị một con dao sập xuyên cổ. Thủ phạm là con zombie lẻn lên xe từ lúc đầu. Chiếc xe mất lái lao thẳng xuống hồ nước. Dana cố gắng thoát ra khỏi xe. May là con zombie dưới nước càng lù đù, nên cô cũng bơi lên được. Lúc này thì anh em trong văn phòng cũng bắt đầu ăn mừng, kế hoạch đã hoàn thành. Thật ra kế hoạch là làm thế nào cho Dana tèo cuối là được. Tại sao thì tí giải thích sau. Dana bơi được vào bờ, nhưng cái khổ thì không buông tha cho cô. Tên zombie bẫy thú tìm đến trả thù. Thế là trong khi Dana bị hành hạ, hội anh em văn phòng mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Nhưng chiếc điện thoại khẩn vang lên, giám đốc thông báo có một kẻ chưa chết. Đấy chính là sức mạnh của cái bong trong tay Marty. Cậu dẫn Dana chui vào hầm mộ, bên trong còn một đống bầy nhầy mà Marty xử lý con zombie còn sót lại cái tay. Quan trọng là một cái thang máy ở bên dưới. Marty chỉnh đốn dây điện, làm cho nó hoạt động trở lại, nhưng đấy không phải là thang máy. Đó là chiếc hộp mà nhà zombie bị giam giữ bên trong, giống như vô vàn con quái vật bị nhốt ở đây, chờ đợi món đồ của chúng được chọn. Trong lúc đấy, Hartley và Sitterson đang rối bời, cố gắng tìm ra cái hộp mà Dana đang trốn, rồi cử nhân viên an ninh đến. Cơ mà tay con zombie nắm chân anh bảo vệ, Marty nhân cơ hội hạ gục hắn, lấy khẩu súng và con dao trên người. Nhưng quân đội đang tiến đến và bao vây họ, cả hai đành phải trốn vào phòng bảo vệ. Đối diện với làn đạn không lối thoát, Dana quyết định thả hết đám quái vật ra và một cuộc tàn sát bắt đầu. Cơ bản thì tổ chức tạo ra bọn quái vật này, nhưng không tìm cách điều khiển chúng, nên nhân viên bị tàn sát tứ tung. Dana và Marty nhân hỗn loạn mà chạy trốn, chui vào một cái lỗ trên tường do quái vật đục ra. Lúc này thì phòng điều khiển đã bị xâm nhập. Hartley cố gắng mở nắp hầm trốn xuống dưới, còn Sitterson được chính con người cá mong ước xé xác. Hartley trốn được xuống dưới hầm, thế quái nào lại gặp đúng Dana ở ngã rẽ và ăn ngay một dao giữa ngực. Ông chỉ kịp xin Dana hãy giết Marty đi rồi Tommy tèo. Marty không nghĩ ngợi gì cả, liền đưa khẩu súng cho Dana phòng thân. Cả hai tiếp tục chạy dọc hành lang để đến một căn phòng, trong đó chứa những bức hình hiến tế. Một bà tự nhận là giám đốc xuất hiện,
giải thích nghi lễ hiến tế cần một con đĩ, Jules, một vận động viên, Kurt, một học giả, Holden, một thằng ngu, Marty. Và người cuối cùng được hiến tế là trinh nữ Dana. Mặc dù là Jules bị tẩm thuốc kích dục, Marty không hề ngu. Và trinh nữ Dana đã ngủ với giáo viên. Nhưng thôi, đại khái thế là được. Nếu không hiến tế trước bình minh thì các vị thần sẽ tức giận, trỗi dậy và đòi quyền thống trị thế giới. Thế nên để bảo vệ nền hòa bình thế giới, Marty phải chết trước Dana. Tư tưởng cứu thế xuất hiện trong đầu cô gái. Và Dana chĩa súng vào thằng bạn. Nhưng một con người sói bất ngờ tấn công cô. Bà giám đốc thì lao vào Marty, cầm một cậu giành lại được khẩu súng rồi đuổi con sói đi, cứu Dana một lần nữa. Bà giám đốc lại lao vào cậu trai trẻ. Trong lúc giằng co thì nhân tố bí ẩn xuất hiện. Con zombie con bổ cái cong vào đầu bà giám đốc. Marty bồi một cú đá đít đẩy bà ta rơi xuống vực. Sau đấy cậu đi tới ngồi cùng Dana. Lúc này thì cả hai đái và cái gọi là cứu thế giới cùng nhau hút vội hơi đớ chờ đợi bình minh. Và thời khắc đã đến. Một bàn tay khổng lồ trồi lên từ lòng đất và hết phim. Bạn hét lên là bạn sẽ chết khi âm thanh bị bóp méo biến mất như nước xả bồn cầu. Đấy là dấu hiệu nó đã đến. Nó sẽ gọi tên bạn trong sự tĩnh lặng. Nó sẽ khiến bạn sợ hãi tột cùng. Và khi bạn hét lên, bạn sẽ chết. Đây là Jamie. Jamie không biết sửa ống nước. Đây là Lisa, chủ nhà, lại còn là vợ của Jamie. Nhưng đây là phim ma. Nhắc lại phim ma đấy. Hai vợ chồng có một món quà bất ngờ, chẳng rõ ai gửi cả. Bên trong là một con búp bê rối trông cũ kỹ nhưng được mặc một bộ đồ mới cứng. Ở quê nhà cả hai có một câu chuyện ma về búp bê rối, về một bà nói tiếng bụng tên Mary Shaw. Lisa vô cùng hứng thú với con rối, thậm chí còn để nó vào trong phòng ngủ chơi đùa. Trong lúc Jamie đi mua đồ ăn, trong khi cô lấy đồ trong tủ, đầu con búp bê ngoặt sang nhìn cô. Cứ nghĩ là do sai tư thế đặt, cô dựng con búp bê lên rồi phủ chăn lên cho chắc. Lisa đi ngang qua gương rồi nhét gối ướm thử bụng bầu sẽ ra sao. Không biết là đang có em bé hay chỉ là cô mong muốn có. Đang nhiên thì tiếng nhạc vang lên. Lisa mỉm cười tưởng là chồng về, nhưng âm thanh nghẹt lại như bị bàn tay bóp lấy, cho đến mức không còn gì cả. Trong sự tĩnh lặng vang lên một giọng cười khúc khích. Cô mới từ từ quay lại vào phòng ngủ, tiến dần về phía con búp bê. Tay cô vươn ra để kéo cái chăn, nhưng nó bùng lên chùm lấy đầu Lisa. Rồi cô bị ném về phía cửa. Lisa hộc ra đống máu, rồi bị con quỷ kéo vào trong, để lại vệt máu trượt dài trên sàn. Khi Jamie về đến phòng, anh nghe thấy vợ gọi vào phòng, nhưng cô chỉ còn là một cái xác nứt vỡ. Còn con búp bê nằm lăn lóc dưới sàn. Khi cảnh sát đến điều tra, Jamie trở thành nghi phạm số 1. Nhất là ông thanh tra này quyết dí anh đến cùng, nhưng vì chưa có bằng chứng nên đành phải thả ra. Jamie về đến căn hộ lạnh lẽo, anh nghi ngờ vấn đề nằm ở con rối, nên tìm tòi thật kỹ chiếc hộp đựng nó. Khi xé bỏ lớp nhung bọc bên trong, vỏ hộp hiện ra tên một buổi biểu diễn. Địa chỉ của nó chính xác là quê nhà Jamie, một thị trấn từng rất phát triển, giờ thì đã điêu tàn. Jamie lái xe về biệt thự gia đình, được một người phụ nữ trẻ tuổi nồng hậu đón tiếp. Đấy là bà mẹ kế tiếp theo mà anh còn không hề biết. Ấn tượng của anh về bố là một kẻ khó tính ngang ngược, nhưng lần này gặp lại thì ông đã ngồi trên xe lăn. Bà mẹ kế nói đó là do một pha đột quỵ cướp đi khả năng vận động, nhưng trả lại cái nết hiền lành. Dù sao thì Jamie vẫn không ưa ông, nhưng lần này đến là để hỏi thăm bài thơ về con rối. Đại khái Mary Shaw có rất nhiều búp bê và đừng hét lên khi gặp bà ta, nhưng ông bà Bo chỉ coi đó là trò dọa trẻ con nên Jamie bỏ đi. Anh tới gặp Henry, người phụ trách cho đám tang trong thị trấn, để lo hậu sự cho Lisa. Tối đến thì anh thuê một nhà nghỉ, đặt con búp bê lên ghế. Anh mệt mỏi ngả lưng lên giường, rồi bỗng nhiên con rối liếc mắt về phía anh. Âm thanh trong căn phòng dần biến mất, con búp bê vụt hiện trước mặt anh. Ánh sáng hắt từ biển neon bên ngoài lập lòe sáng tối, giúp Jamie nhìn thấy mờ mờ một bà già trong góc. Nhưng khi bật đèn lên thì chỗ đó chỉ còn lại là con búp bê. Đêm hôm đó, xác của Lisa được đưa về thị trấn, được Henry tiếp nhận. Đến khi ông chứng kiến cái xác thì sốc ngang. Một tiếng động vang lên, Henry lật đật đi tìm vợ. Bà ta trốn ở khe hở dưới sàn nhà, miệng lẩm bẩm Mary Shaw đang ở đây. Ngày hôm sau, tang lễ của Lisa được tổ chức. Jamie quá đau buồn nên lang thang trong rừng. Lúc nhìn thấy một bà già đi một mình, anh liền tò mò đi theo. Được một đoạn thì vợ của Henry xuất hiện, bảo chính Mary Shaw đã giết Lisa. Nhưng không kịp nói hết câu chuyện thì bị chồng lôi đi. Jamie nhìn vào ngôi mộ bị cây dại phủ trước mặt, bên trên tấm bia có ghi Mary Shaw. Anh lập tức quay về nhà nghỉ kiểm tra con búp bê và phát hiện ra đằng sau gáy của con búp bê là tên Billy. Anh liền lái xe đưa nó đến khu mộ ngay trong đêm, tìm đến tấm bia đá có chữ Billy rồi chôn nó xuống. Jamie tưởng rằng như thế sẽ kết thúc lời nguyền đi theo cậu, nhưng vừa vào xe thì tiếng cười vang lên xung quanh. Con búp bê dí sát mặt vào cửa kính nhìn anh. Đến khi quay lại phòng nghỉ, con búp bê ngồi sẵn trong phòng. Mối tội là do ông thanh tra đào lên. Ông ta không hiểu cậu chôn nó làm gì, mà nghĩ đó chính là hành động che giấu chứng cứ phạm tội. Jamie nói về câu chuyện Mary Shaw được chôn cùng con búp bê, nên anh chỉ trả Billy về đúng nơi. Nếu không, Mary Shaw sẽ tiếp tục dọa anh cho đến khi hét lên và cướp đi chiếc lưỡi.
Ông thanh tra không tin cho lắm nên tịch thu con Billy rồi qua căn phòng kế bên nằm nghỉ. Sáng hôm sau, đợi lúc tên thanh tra rời đi, Jamie sang phòng ông ta lấy con búp bê. Anh tới nhà Henry, dùng con búp bê để bắt hai ông bà già kể chuyện. Ngày xưa ở thị trấn, có một nhà hát hoành tráng được xây dựng, chính là sân khấu của Mary Shaw cùng những con rối gỗ. Rồi một ngày có cậu bé nói rằng, mình nhìn thấy môi bà ta cử động lúc diễn, nó khiến cho bà ta thực sự tức giận. Không lâu sau, cậu bé đã biến mất. Sau đấy thì đến lượt Mary Shaw bị giết chết. Trong di chúc, bà ta muốn được chôn cùng 101 con búp bê và được trở thành một trong số chúng. Bố của Henry là người phụ trách tang lễ thời đó. Thế nên vào một ngày mưa gió, Henry đi xuống hầm xác mà không có lý do. Ông ta đã được chứng kiến dạng búp bê của Mary Shaw từ lúc bà ta hạ thổ. Cái chết ập đến thị trấn, tất cả đều chết trong tư thế há mồm và bị rút lưỡi. Và Lisa cũng vậy. Jamie nghe xong câu chuyện liền đi tới nhà hát bên hồ, cũng là nơi Mary Shaw sinh sống. Nhà hát đổ nát nhưng vẫn giữ được nét huy hoàng của ngày xưa. Ẩn trên cao của sân khấu là một chiếc cầu đã lỏng lẻo dần theo thời gian. Đi qua chiếc cầu là đến nơi của Mary. Jamie tìm được một căn phòng bám đầy mạng nhện. Khi anh mở một chiếc giường cũ, bên trong có một quyển ghi chú chứa đựng công thức tạo ra một con búp bê hoàn hảo. Nó còn kẹp thêm tờ báo về cậu bé mất tích, mà trùng hợp là cậu bé trùng họ với Jamie. Rồi một linh hồn chợt xuất hiện, dọa cho Jamie chạy đi. Trong lúc đấy, ở nhà Henry, bà vợ cứ liên tục nói chuyện với Billy, nên ông quyết định phải đi chôn nó lại lần nữa. Lúc đấy dưới sàn nhà lại vang lên tiếng động. Henry tưởng vợ lại chui xuống đó nên cầm đèn pin đi tìm. Con búp bê ngồi trên bàn thì chậm chậm đưa mắt nhìn theo ông. Henry bò vào trong rồi nhận ra đã bị lừa. Cửa hầm bị đóng chặt lại, một bàn tay xuất hiện từ phía sau, rồi đến khuẩn mặt búp bê của Mary. Lần này Henry đã hét lên. Mary nở nụ cười đáng sợ rồi cướp đi chiếc lưỡi của ông ta. Trong lúc đó Jamie quay về nhà dò hỏi cha về việc cậu bé mất tích có cùng họ. Đấy chính là chú của Jamie. Sau khi cậu mất tích thì người nhà Ashen cùng với người dân đã cắt lưỡi giết Mary Shaw trả thù. Giờ bà ta quay trở lại lấy đi chiếc lưỡi của từng người một, thậm chí là con cái cháu chắt những kẻ đó. Thế nên Jamie được gửi đi xa từ bé để tránh lời nguyền. Ai ngờ nó lan đến tận Lisa. Đúng lúc này thì ông thanh tra đến. Sau cả một ngày đào mộ thì ông ta biết tất cả búp bê đều đã biến mất, thế nên nghi ngờ lại dồn về Jamie. Đang cãi nhau thì bà mẹ kế xuất hiện với chiếc điện thoại. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói Henry. Ông ta hẹn gặp ở nhà hát để đưa chứng cớ vô tội cho cậu. Thế là Henry đẩy ngã tên thanh tra, lái xe đến chỗ nhà hát. Tay thanh tra cũng đuổi theo ngay phía sau. Jamie kiếm được một cái đèn dầu, thắp lên ánh sáng le lói giữa màn đêm mịt mù. Còn tay thanh tra có sóc lọ cùng đèn pin. Jamie mò mẫm đi tìm Henry trong nhà hát, rồi nghe tiếng ông gọi từ trên chỗ Mary Shaw ở. Jamie một lần nữa đi vào căn phòng, lần này thì có tay thanh tra đi cùng, thật ra là để bắt Jamie. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói Henry thì quyết định gặp ông già xem thế nào. Jamie nhìn vào bức tường phát ra giọng nói. Hóa ra đằng sau còn có một lối đi bí mật thông đến căn phòng tạo búp bê của Mary. Các bộ phận giang dở lăn lóc khắp nơi. Tay thanh tra cầm lên một con rối, tỏ vẻ khó chịu ném nó đi. Chúng vào tấm vải phủ tủ kính phía sau làm nó tụt xuống, lộ ra 101 con búp bê cất bên trong. Chỉ thiếu đi con Billy đang ở nhà Henry. Căn phòng còn một chiếc ghế vẫn được phủ vải, thế là Jamie mới lột nó xuống. Bên trong là một cái xác được treo như con rối. Đấy chính là cậu bé mất tích năm xưa. Đột nhiên tất cả con búp bê đều hướng mắt về một phía, nơi có một con búp bê hề ngồi trên ghế bành đong đưa, giống như Annabelle trong hình dạng Pennywise. Jamie mới lên tiếng gọi tên Mary Shaw. Con búp bê liền mở mắt. Jamie bắt đầu chất vấn bà ta. Đầu tiên là về việc cậu bé bị bắt cóc. Đấy là để lấy những bộ phận sống khiến cho con búp bê trở nên thật hơn, ví dụ như phần vỏ da bên ngoài. Jamie tiếp tục hỏi về vấn đề của Lisa. Con búp bê bắt cậu phải đến gần mới trả lời. Thế là mặc cho tay thanh tra lắc đầu như chó trang trí. Jamie dí sát tai vào con búp bê thì thầm. Và Jamie không phải là người cuối cùng của dòng họ Ashen, mà là đứa bé trong bụng Lisa. Ngay sau đó một chiếc lưỡi dài ngoằng tỏ ra liếm mặt cậu, một chiếc lưỡi ghép của vô số người mà bà ta đã giết. Tay thanh tra không nói nhiều. Tao có súng á. Bắn vỡ con búp bê, nhưng bà ta lần lượt nhập vào những con đặt trong tủ, mà sóc lọ thì không đủ 100 viên để bắn hết. Jamie liền quăng đèn dầu và đốt sạch hết chúng, nhưng vẫn còn có búp bê nhà Ashen. Hai người đành phải chạy thục mạng. Linh hồn của Mary Shaw đuổi sát phía sau. Đến lúc qua cầu thì nó bị sập mất. Thanh tra ngã xuống dưới theo bản năng đã hét lên. Thế là trở thành con mồi cho Mary. Jamie thấy thế cố gắng trèo lên, nhưng bà ta dí sát vào anh. Jamie phải bịt miệng buông tay ngã xuống dưới. May là sàn nhà đã mục nên anh đáp thẳng xuống hồ. Ngay cả dưới này cũng đầy búp bê với ma nơ canh. Jamie cố gắng bơi ra ngoài. Anh trèo vào trong xe, nhìn cả nhà hát bị thiêu rụi cùng những con búp bê của Mary Shaw. Thế nhưng vẫn còn một con nữa, Billy. Jamie chạy vào nhà Henry, thấy bà vợ đang thổn thức bên cạnh xác của chồng. Bà ta bảo rằng bố anh đã lấy đi con búp bê. Thế là mọi chuyện lại quay về căn nhà của gia đình Ashen. Jamie tìm thấy con Billy trong một cái nôi. Linh hồn của Mary lập tức xuất hiện để bảo vệ nó. Anh lập tức ném Billy vào lò sưởi bên cạnh. Mary gào thét trong đau đớn rồi biến mất. Jamie thở ra nhẹ nhõm. Lúc này mới nhận ra ông bố cũng ở trong phòng.
Anh vừa chạm vào thì ông gục xuống, phần lưng lộ ra một khoảng trống lớn. Bên trong là chiếc gậy gỗ điều khiển búp bê rối. Đây mới chính là con búp bê cuối cùng của Mary Shaw, con búp bê hoàn hảo nhất. Và tất nhiên, bà ta chính là bà mẹ kế. Quá sốc trước sự thật, Jamie đã hét lên bất lực và đã nói rồi, đừng hét lên trước mặt Mary Shaw. Và thế là người cuối cùng của nhà Arsene đã bị giết chết. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Hạnh Phúc, editor Minh Châu và tôi, Quản Quạc. Video phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Video này được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Đây là It Follows, kể về một nỗi sợ vô hình, vô định không có tên cụ thể, mà chúng ta chỉ có thể gọi là nó. Nó mang hình dạng của bất kỳ ai. Nó sẽ bám theo kẻ mang lời nguyền một cách chậm rãi và giết họ ngay khi đuổi kịp. Chỉ có những người mang lời nguyền mới có thể nhìn thấy nó. Họ cũng không thể nào thoát ra khỏi nó. Chỉ có cách kéo dài thời gian bằng cách truyền lời nguyền qua cho người khác. Nó sẽ đuổi theo người nhận lời nguyền cuối cùng và lần lượt tìm đến những kẻ đằng trước. Cách để truyền lời nguyền là thì thực ra cái này cũng khá hay ho đấy. Thế nên người ta bảo nó đại diện cho bệnh tình dục. Thực chất nó như thế nào thì hãy xem tiếp video. Đây là Jay, lúc này thì chưa dính lời nguyền. Đây là Kelly, em gái Jay. Đây là Paul và Yara, bạn thân lâu năm của Jay. Hôm nay Jay có buổi hẹn với Hugh ở rạp phim. Trong lúc nhàm chán đợi mua vé thì Jay rủ Hugh chơi trò hoán đổi. Anh sẽ chọn một người xung quanh để đổi vị trí và sẽ để cho Jay đoán đó là ai. Ông kia à? Không, thằng bé kia. Sao phải đổi, anh khác gì thằng bé đấy đâu. Sao lại thế? Đứa nào còn bú tí là trẻ con hết. Đến lượt của Jay chọn người muốn hoán đổi, Hugh nhìn quanh một lượt rồi chỉ về phía cửa rạp trống không, hỏi có phải người đấy không. Sau khi biết Jay chẳng nhìn thấy ai cả, Hugh lập tức lôi cô ra khỏi rạp chiếu phim mà chẳng giải thích gì cả. Jay thì tưởng anh gặp người yêu cũ hay chủ nợ gì đấy nên phải chạy vội, nên là cô cũng thôi, không hỏi nhiều làm gì. Dù sao sau đấy Hugh cũng dẫn cô đi ăn. Đến buổi hẹn thứ hai thì chẳng cần rối rắm nhiều nữa, hai bố chén nhau luôn cho ngọt. Vừa xong một hiệp thì Hugh mở cửa ra cốp xe, Jay thì nằm trên ghế sau thần thơ nghĩ ngợi. Hugh quay lại bắt đầu vờn cô từ phía sau, luồn luồn nhét cái giày tẩm thuốc vào miệng cô. Jay tỉnh lại ở biên giới Trung Quốc. Đấy là nếu Hugh là người Lạng Sơn. Cô bị trói lại vào một chiếc xe lăn trong căn nhà bị bỏ hoang. Hugh thì cứ đi loanh quanh như đang tìm cái gì. Mục đích của Hugh tiếp cận Jay chỉ là để truyền lời nguyền. Anh ta cũng giải thích mọi thứ cho cô về nó. Tất nhiên, Jay sống bao lâu thì Hugh sẽ yên ổn bấy lâu. Giờ thì Hugh đang đợi nó đến. Và nó thực sự đến dưới dạng một người phụ nữ khỏa thân. Hugh trói Jay lại, chỉ để kiểm tra chắc chắn nó không còn đi theo anh, rồi lập tức đưa Jay chạy đi trốn ngay. Lái xe thả Jay trước nhà, rồi té ngay lập tức. Ngay sau đó đám bạn của Jay đã báo cảnh sát, nhưng Jay quan hệ tình nguyện. Cô không biết người phụ nữ khỏa thân là ai. Cô biết địa chỉ nhà Hugh nhưng chưa đến đó bao giờ. Cảnh sát đến hiện trường cũng không tìm thêm được điều gì. Chỗ nhà ở cũng không có dấu vết. Cuối cùng thì chỉ có Jay ở lại với ám ảnh với tình dục. Nhưng vào một hôm đang đi học ở trường, Jay nhận thấy có một bà già kỳ lạ ở giữa sân trường. Bà ta cứ bất chấp đi thẳng một đường về phía cô. Jay sợ hãi liền thu sách vở chạy ra khỏi lớp. Bà già đó bám theo ngay phía sau cô, y hệt mọi chuyện xảy ra với Hugh. Jay lập tức lấy xe ra khỏi trường, tìm đến nơi Paul với Laura làm việc để kể chuyện. Hôm nay có bà già ở trường cứ nhìn chằm chằm rồi bám theo em. Thì sao? Bà ta làm em sợ? Bà ta cầm súng à? Jay kể cho hai người chuyện lời nguyền mà Hugh nói với cô. Thực ra thì Jay cũng chẳng biết nó có đúng hay không. Thứ cô chắc chắn đấy là dù có gì thì cũng không nên nói với phụ huynh, vì đấy là cách mà bọn tuổi teen hoạt động. Paul với Laura nghĩ Jay đang buồn vì bị trap thôi, nên hai đứa quyết định ngủ lại nhà Jay đêm đó. Đến nửa đêm, Jay mất ngủ xuống tìm Paul ở phòng khách để nói chuyện. Bỗng dưng tiếng cửa kính vỡ vang lên từ phía phòng bếp. Paul đi ra kiểm tra thì chẳng thấy ai cả, nhưng mà vẫn nên lên gọi mọi người dậy để sợ cùng mình. Jay cũng đứng dậy đi kiểm tra quanh nhà. Cô vừa đi vào đến bếp thì bắt gặp nó trong hình dạng một cô gái hở hang. Cô ta vừa đi vừa vãi hết nước ra sàn nhà. Jay gào lên bỏ chạy ngay về phòng trên tầng. Mọi người lập tức chạy đến gõ cửa hỏi thăm và thuyết phục cô mở cửa ra. Paul và Kelly đi vào trong. Jay hoảng loạn kể ra chuyện ở trong bếp, nhưng Paul không tin vì anh đã kiểm tra rồi. Kelly đành phải cố gắng an ủi cho Jay bình tĩnh lại. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Lần này người đến là Laura, nhưng phía sau cô là một kẻ cao kiều kỳ lạ mà không ai nhìn thấy. Jay hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài, trèo xuống dưới qua ban công. Cô vồ lấy chiếc xe đạp và chạy thẳng đến công viên để trốn. Nơi này tầm nhìn rộng,
chỉ cần có gì đến gần là biết được ngay. Chỉ có điều là Jay sẽ phải chịu đựng sự sợ hãi dày vò vì không biết lúc nào nó sẽ tới. May mà đám bạn của cô đã chạy tới trước. Lúc này lại có một người đi về phía họ, nhưng không phải là nó, vì ai cũng nhìn thấy người này. Anh này là hàng xóm đối diện nhà Jay, Greg. Greg không cần hỏi rõ ràng chuyện xảy ra, chỉ nghe thấy Jay bảo cần phải tìm Hugh là quay về lấy xe chở cả lũ đi ngay. Khi đến nơi thì họ nhận ra tên Hugh đưa Jay địa chỉ nhà cũ. Bên trong nhà được treo một đống lon khắp các cửa ra vào. Chắn là Hugh đã trốn nó ở đây một thời gian. Ở đó còn có rất nhiều thuốc an thần các loại, cho thấy Hugh cũng đã bị dày vò như thế nào. Paul tìm thấy một bức ảnh mặc đồng phục cấp 3 của Hugh, nên họ đã đến trường cấp 3 đó để tìm thông tin. Cuối cùng thì đã đến tìm gặp được Hugh. Cả đám ngồi lại nói chuyện ở sân cỏ nhà anh này. Hugh gợi ý Jay hãy truyền nó cho một người khác. Càng tìm được đứa con trai nào ngựa chuyên đụ dạo thì càng an toàn. Hay là đi đá phở cũng được, cho nó lạc lối không biết lời nguyền truyền cho ai luôn. Còn một cách ngu ngốc nữa là cứ di chuyển liên tục, vì nó chỉ đi bộ để tiếp cận bạn mà thôi. Nếu mà đụ được tiếp viên hay phi công thì nó đi bộ nản luôn. Làm sao thì làm, miễn là đừng chết, để nó đỡ quay lại tìm Hugh. Anh này đã bị ám ảnh đến mức cứ thấy ai đi bộ về phía mình là rén. Nhưng dù gì thì Jay cũng mới bị ám, cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc đủ để sống sót. Sáng hôm sau, Greg dẫn mọi người đến nhà ven biển của gia đình anh và ngủ lại ở đó một đêm. Sau đó, Greg lôi súng ra dạy cho Jay cách tự vệ. Rồi cả ngày sau đó, cả đám chỉ ngồi ở bãi biển nói chuyện. Tâm trạng của Jay cũng thả lỏng dần, khiến cho cô không để ý rằng có người đang đi bộ về phía này. Những người khác thì thấy một nhúm tóc của Jay đột nhiên dựng ngược lên. Jay đột nhiên bị cái gì đó trong không khí túm lấy. Paul cầm ghế phang trúng cái gì đó rồi bị đánh bay đi. Nhưng như thế là đủ để cho Jay chạy đi. Greg đi đái bậy phía sau thấy hỗn loạn nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bốn người kia thì đã chạy vào nhà kho. Jay lấy súng bắn nó, khiến cho Greg đang chạy tới thì phải núp vội xuống. Nó trúng một viên đạn gục xuống, nhưng rồi lại đứng dậy mạnh mẽ như KOL được tẩy trắng. Jay bất lực sập cửa cài then lại. Nó ở bên ngoài đập cho cái cửa biết thế nào là lễ hội, rồi nó phá bung một lỗ. Rồi bất chợt Greg thò đầu vào hỏi thăm, nhưng người còn lại hét lên không cho anh ta mở cửa. Nhưng Greg thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và bỏ đi không biết làm gì. Lần này thì đến lượt nó thò đầu vào dưới hình dạng của một đứa trẻ. Jay hoảng loạn chạy ra bằng cửa lớn, leo thẳng lên ô tô bỏ chạy, mặc kệ đám bạn ở lại. Dù sao thì nó cũng sẽ không làm hại bọn họ. Cơ mà Jay thì vội vàng lái xe quá, nên là phi thẳng xe xuống ruộng ngô và phải vào viện nằm. Thôi xong, nằm viện thì còn chạy thế đó nào được nữa. Điều đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, sợ hãi chờ đợi xem có kẻ nào đáng nghi đang đi bộ đến hay không. Cuối cùng thì Jay cũng không chịu được nữa, cô quyết định chuyển lời nguyền cho Greg. Greg vài ngày sau vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, nó cũng chẳng đến tìm Jay nữa, tưởng chừng như mọi việc sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng Jay luôn cảm thấy có lỗi với Greg, cô không dám gặp lại anh, và đêm nào cũng nhìn sang hướng đó để canh chừng. Rồi một đêm có kẻ lạ mặt đi bộ ngang qua, mặc cái quần giữ nhiệt lòi cu kỳ quặc mà đi về hướng nhà của Greg, dùng đá ném vỡ cửa kính để trèo vào. Jay lập tức gọi điện sang bên đấy mà không ai bắt máy. Cô chạy sang bên đó, chui qua cửa sổ vỡ để vào nhà. Cô vừa lao lên tầng 2 vừa gọi inh ngỏi, nhưng nó đã đứng trước cửa phòng Greg gõ cửa liên hồi. Ngay khi Greg mở cửa phòng, nó vồ vào anh, rồi uốn éo dỉ nước trên cái thân hình xám ngoét bất động của Greg. Jay lấy ô tô rời đi ngay lúc đó. Cô dừng lại ở trong rừng và ngủ đến sáng hôm sau. Jay tiếp tục đi ra đến biển. Cô bắt gặp ba thanh niên ngoài đó. Một lúc sau Jay lái xe về nhà, người ướt nhẹp. Giờ thì đoán xem ai vừa là kẻ may mắn nào. Jay yên ổn thêm một thời gian nữa, nhưng cô vẫn cảnh giác 100%, vì chẳng biết bao giờ nó sẽ quay lại. Paul lúc này mới đến tìm cô, đề nghị cô truyền lời nguyền luôn cho anh. Jay từ chối, vì giờ đã biết lời nguyền quay lại về cô hay chưa. Nếu như chưa thì thành free, mà truyền cho người quen như thế thì ngang hại nhau rồi còn gì nữa. Nhưng Paul lại thích thầm Jay, nên vẫn cố tìm ra cách để giúp đỡ cô. Có kế hoạch là cả bọn sửa soạn đồ để lên đường. Đúng lúc đấy Jay nhìn thấy một người đàn ông trần truồng đứng trên mái nhà. Nó đã quay lại tìm cô. Cả đám tìm đến một cái bể bơi trong nhà, mang ra một đống đồ điện bày ra hai bên. Chả hiểu sao bể bơi lại nhiều ổ điện đến thế. Mục tiêu của họ là dụ nó xuống bể bơi để giật điện chết. Jay là mồi nhử nên cô sẽ phải đứng đợi dưới hồ bơi, ngâm mình chờ đợi nó đến. Cuối cùng thì nó cũng đến, nhưng con này chậm chứ nó không ngu, đi xung quanh lấy đồ chọi vào đầu Jay. Thế là đứa ngu lại chính là cái đứa ở dưới bể, chả né được phát nào. Paul liền lôi súng ra bắn về phía mấy cái đồ được nhấc lơ lửng trên không khí. Cờ mà nó cũng chẳng sợ súng. Kelly lôi ra một mảnh vải để trùm lên người nó, để lấy tầm nhìn cho Paul bắn ngã nó xuống bể. Jay thấy thế lập tức bơi vào bờ, nhưng lại bị nó níu chân lại.
Thò lại đánh liều nổ súng. May sượt qua dây trúng nó. Dây hốt hoảng leo lên bờ. Xung quanh cổ chân cô vẫn còn vệt bỏng in dấu bàn tay. Ở phía dưới bể một vũng máu đang lan dần ra. Jay nhìn cảnh đó thì thở phào. Có lẽ họ đã thành công. Thế là giờ Jay đã đồng ý đụ với Paul. Nhưng cả hai vẫn chẳng hề tự tin rằng nó đã hoàn toàn biến mất. Và sau đó Paul đi đá phở. Họ sống yên ổn từ đó về sau. Nhưng trong lúc Paul nắm tay Jay đi trên đường thì đằng sau họ có một người đi bộ bám theo. Vậy thì liệu họ đã thực sự thoát khỏi nó hay chưa? Câu hỏi này là dành cho chính các bạn. Và tôi Quan Quại xin chào và hẹn gặp lại.